Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ ba ngày 2 tháng 5. Thưa quý vị, năm 2023 là năm thứ ba ngành thuế triển khai chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025. Đến nay, hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý thuế ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, ngành thuế đã hoàn thành nâng cấp 426 phiên bản ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Việc nâng cấp và triển khai ứng dụng đáp ứng các bổ sung sửa đổi chính sách thuế mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế. Đặc biệt là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, từ tháng 6 năm 2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai. Đến nay, hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế có thể tiếp nhận và xử lý 6,4 tỷ hóa đơn một năm, tương đương với trung bình 175 triệu hóa đơn một ngày. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tổng cục Thuế đã tiếp tục mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, đã có hơn 12.800 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Công nghệ cao, công nghệ xanh trong sản xuất không chỉ giúp gia tăng năng suất mà còn tạo ra những sản phẩm chất lượng đồng nhất, xanh sạch và thân thiện với môi trường. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh tạo nên những sản phẩm sạch, trở thành giá trị cốt lõi mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới. Việt Nam đang hướng tới sản xuất và tiêu dùng xanh, phát triển công nghệ xanh và các ngành công nghiệp sử dụng ít tài nguyên, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch để mang lại hiệu quả về sản phẩm, môi trường, năng suất lao động. Hiện nay, chính phủ đã khẳng định và quyết tâm thực hiện những cam kết của mình trong COP26 và hướng tới phát triển kinh tế thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thách thức đặt ra trong phát triển công nghệ xanh không nhỏ, không chỉ trong việc lựa chọn cải tiến công nghệ mà còn có những thách thức rất lớn trong vấn đề thực hiện. Dù nhiều khó khăn thách thức, nhưng công nghệ xanh không chỉ mang lại sự bảo vệ môi trường xanh, mà còn mang lại sự đổi mới cho cuộc sống hàng ngày, đảm bảo tiến bộ khoa học và công nghệ liên tục. Theo ước tính, đến năm 2020, đã có 50% doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng các công nghệ xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra những sản phẩm sạch, tạo nền tảng cho sản xuất sạch và tiêu dùng bền vững. Do ngày 1 tháng 5 lại trùng với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được Liên Bộ Công Thương Tài chính dời sang ngày 4 tháng 5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Căn cứ vào diễn biến giá thế giới thì giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục giảm nhẹ. Với diễn biến của giá dầu thế giới, giới kinh doanh dự đoán, tại kỳ điều hành mới, giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ. Mặc dù vậy, mức thay đổi còn tùy thuộc vào giá dầu thế giới từ nay đến trước kỳ điều hành và việc chi dùng quỹ bình ổn giá của cơ quan chức năng. Theo ghi nhận trên thị trường thế giới cho thấy, giá xăng dầu sáng ngày 30 tháng 4 tăng khoảng hơn 1 đô la Mỹ so với ngày trước đó, nhưng vẫn kết thúc tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trước đó, ngày 21 tháng 4 năm 2023, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu giảm nhẹ so với kỳ trước. Thưa quý vị và các bạn, được nhà nước giao làm chủ rừng, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã tích cực triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ngay khi bước vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, để khai thác tốt lợi thế của loại hình du lịch sinh thái dưới tán rừng, đòi hỏi các đơn vị này cần chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng ngừa cháy rừng. Để hạn chế nguy cơ cháy rừng khi vào mùa hanh khô năm nay, Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Doanh nghiệp đã thành lập một tổ phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 50 thành viên, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Doanh nghiệp này hiện đang được nhà nước giao quản lý rừng và kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay thuộc xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ được giao quản lý là 16,3 hectare. Đây là rừng thuần loài, cấu trúc đơn giản, chủ yếu trồng keo, thực bì dưới tán rừng phần lớn là cỏ, lau và cây bụi. Chúng ta thấy là cái mùa khô cũng như là các cái nguy cơ về cái lớp tầng lá khô ở dưới đất như thế này thì cũng là một cái nguy cơ lớn. Thế nhưng mà tôi tin rằng với cái công tác tuyên truyền cũng như là cái công tác huấn luyện của khu nghỉ dành cho anh chị em nhân viên thì chúng tôi sẽ hạn chế đến mức tối đa nhất về cái nguy cơ này.
và liên tục là chúng tôi có các cái phương án để mà xử lý ngay những cái nguy cơ có thể xảy ra. Hàng năm địa phương đều phối hợp với khu nghỉ có những cái xây dựng các cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thì kết hợp kiểm tra việc quản lý khai thác rừng về phòng chống săn bắt động vật hoang dã. Qua đó thì giúp cho địa phương cũng như khu nghỉ bảo vệ, có cái phương án bảo vệ tốt hơn về công tác phòng cháy cháy rừng. Hiện nay tại khu vực rừng Hòn Hèo, xã Ninh Vân và các khu nghỉ dưỡng trong vịnh Ninh Vân nổi lên tình trạng săn bắt thú rừng trái phép, thường xuyên có các nhóm đi phượt, leo núi, kết hợp du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên hoang dã. Theo nhận định của cơ quan chức năng, những hoạt động này rất khó kiểm soát, nhiều khả năng có sử dụng lửa trong rừng. Do đó, Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp được giao làm chủ rừng cần tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các hoạt động du lịch tự phát tại những khu vực tiếp giáp với rừng, ngăn ngừa sớm các nguy cơ xảy ra cháy rừng. Có kế hoạch trang bị thêm các cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy và có cái kế hoạch phân bổ đều trải khắp hơn nữa các cái khu vực mà trọng điểm xảy ra cháy rừng của khu nghỉ mát, để khi có cái phát hiện cái đám cháy thì có cái phương tiện cơ động hơn tại cái khu vực này để nhanh chóng dập tắt kịp thời cái đám cháy khi mà xảy ra cháy lan. Bên cạnh đó thì đề nghị khu nghỉ mát là có kế hoạch tuyên truyền đối với du khách để nhận thức, để các du khách mà có cái nhận thức sâu và xa hơn nữa đối với cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng. Trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hiện có 6 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch quản lý các khu nghỉ dưỡng dưới tán rừng, trong đó có 3 đơn vị được nhà nước cho thuê đất thuê rừng với tổng diện tích trên 300 hecta tại các khu vực như suối Hoa Lan thuộc xã Ninh Phú và xã Ninh Phước, khu du lịch Ba Hồ xã Ninh Ích và khu nghỉ mát Sixensi xã Ninh Vân. Đây là các khu vực rừng đã được quy hoạch làm rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo về an ninh quốc phòng. Chính vì thế, các doanh nghiệp được giao làm chủ rừng cần kết hợp tốt việc kinh doanh với trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Chuyển sang một nội dung khác. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 1 tháng 5 năm 2023, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 19 người bị thương. Trong đó, toàn bộ là các vụ tai nạn trên đường bộ, không có vụ việc tai nạn xảy ra ở đường sắt và đường thủy. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 9 vụ, giảm 3 người chết, tăng 12 người bị thương. Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 9.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hơn 21 tỷ đồng. Trong đó, xử lý gần 3.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 2.200 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.243 ca mắc mới, giảm hơn 700 ca so với ngày trước đó. Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng tăng lên 123 ca, gần gấp đôi với ngày 30 tháng 4. Trong số các ca bị nặng, có 84 ca thở oxy qua mặt nạ, 9 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn, 28 ca thở máy xâm lấn. Trong 7 ngày qua, ghi nhận trung bình 1 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại. Số ca mắc tăng cao, cùng với đó là số ca biến chứng nặng phải nhập viện điều trị cũng gia tăng. Trước thực trạng trên, ngành y tế Khánh Hòa khuyến cáo người dân không được lơ là chủ quan với dịch COVID-19, chủ động thực hiện 2K, khẩu trang, khử khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Song song đó, ngành y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án, tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khác tại Việt Nam. Đây là lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ vừa được Sở Y tế Khánh Hòa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua tại huyện Cam Lâm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khác tại Việt Nam. Bây giờ này chúng ta học xong rồi, tập huấn xong rồi, thì không những là chỉ có phòng chống COVID, nhưng nếu giả sử bất kỳ một cái dịch nào xảy ra, mà là lớn ở trên địa bàn thì cái năng lực mà phối hợp với nhau cũng như năng lực mà phòng chống dịch của trạm y tế và năng lực phối hợp của trạm y tế với các ban ngành đoàn thể và địa phương thì sẽ rất là tốt. Như là cái việc mà truyền thông cho người dân, tức là mình đưa cái thông tin đến cho người dân một cách kịp thời,
có thể tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân qua rất nhiều kênh. Ví dụ như là những cái kênh truyền thông về kỹ thuật số, ví dụ như là Zalo, trên Facebook, trên TikTok, thì những cái đó trước đây mình không làm, nhưng hiện giờ mình đã biết để rồi mình sẽ tuyên truyền dân dễ hơn. Giảm được rất là nhiều cái ca nặng nhập viện, nhưng mà chúng ta cũng không lấy làm đó là chủ quan, lơ là. Mà hiện nay thì với những cái đợt chúng ta đang có những cái đợt lễ hội sắp đến, thì chúng ta sẽ tăng cường hơn trong cái công tác thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là thực hiện 2K, là chúng ta khẩu trang và chúng ta khử khuẩn, thì là các cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Và những người mà tiêm vaccine chưa đủ liều thì chúng ta cần phải đăng ký để lập danh sách để chúng ta bổ sung cái việc tiêm vaccine đủ liều theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Dự án tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khác tại Việt Nam do chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản, ủy thác cho Ngân hàng Thế giới quản lý với khoản tài trợ không hoàn lại hơn 2,7 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu chung của dự án là tăng cường năng lực của cấp xã phường, bao gồm chính quyền, ngành y tế và các ban ngành hữu quan, cùng các tổ chức xã hội, các nhóm dễ bị tổn thương để sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các đại dịch khác. Theo kế hoạch, trong năm 2023, dự án sẽ triển khai nhiều lớp tập huấn về các chủ đề như phối hợp liên ngành cho tuyến xã, nâng cao năng lực cho y tế xã về kiểm soát nhiễm khuẩn, duy trì các dịch vụ y tế cơ bản và hỗ trợ chuyển tuyến, truyền thông nguy cơ cho lực lượng tuyến đầu. Thế thì dự án này, chúng tôi xem xét thấy thì nó tập trung vào ba cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất ấy là vấn đề giải quyết cái sự phối hợp liên ngành, nâng cao cái năng lực phối hợp liên ngành cho các cấp, các ngành, các ban ngành ở tại địa phương. Cái việc thứ hai ấy là chúng tôi tập trung vào cái vấn đề truyền thông. Truyền thông là một cái vấn đề rất quan trọng trong phòng chống dịch. Nhưng ở đây tôi muốn nói là tập trung vào cái chuyện nâng cao về truyền thông nguy cơ và cái kỹ năng về truyền thông. Để cho làm sao cho trước tình hình dịch đó, người dân ấy thì không chủ quan lơ là, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và gây ra những cái mà nó ảnh hưởng tới an sinh xã hội. Thì đấy là cái mà nói rất quan trọng, và để làm cái này thì phải là kỹ năng truyền thông. Thứ ba ấy là tập trung vào cái việc mà nâng cao một số những cái năng lực về chuyên môn cho trạm y tế xã. Dự án được triển khai tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Long An và Vĩnh Phúc. Trong đó, tại Khánh Hòa, dự án được triển khai tại 9 xã của 3 địa phương là Nha Trang, Cam Lâm và Ninh Hòa. Thời gian thực hiện từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024. Dự án không chỉ nâng cao năng lực về phòng chống dịch COVID-19, mà khi có các dịch bệnh khác xảy ra, ngành y tế nói riêng và chính quyền các ban ngành đoàn thể sẽ phối hợp tốt hơn, truyền thông đúng cách, kịp thời, góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo toàn bộ khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến phía Nam ngày hôm nay đều có chỉ số tia UV cực đại ở mức 10 trên thang 11, nguy cơ gây hại rất cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế ở ngoài trời vào buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn khỉ khi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ là điều bắt buộc. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước trong ngày hôm nay như sau. Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây,
ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.